Khả năng biểu cảm của ấy không tốt, mà vai nữ trong kịch bản của con lại quá nặng. Thì bởi vậy ba mới yêu cầu con phải viết theo kiểu đo ni đóng giày cho con dân. Nó có nét rất ăn hình. Con không thích hẳn mình làm việc theo kiểu đó. Con muốn diễn viên là phải quá thân vào nhân vật. Sao con không thấy những ưu điểm của nó? Con phải biết lấp đi những khuyết điểm của nó chứ. Nhưng tại sao nhất định phải là Thái Dân hả ba? Dân chỉ mới đóng được vài vai nhỏ thôi mà khán giả cũng không hài lòng nữa. Bây giờ tự nhiên ba cho đóng vai chính như vậy. Không thử sao biết nó làm không được. Diễn viên tương lai là những thế hệ trẻ, con đừng khắt khe với nó quá. Hơn nữa, Thái Dân lại là vợ sắp cưới của con. Con phải chăm chút cho vai diễn của nó. Đó cũng là vì tương lai của hai đứa đó. Ba. Được rồi. Còn vai nam chính á, ba để cho con tự quyết định. Miễn sao hợp với Thái Dân là được. Vậy đi. Ba ngủ sớm đi nha. Con xin phép. Quay là ta chóng mặt vậy Giang? Tao đang suy nghĩ cách nào giúp mày hết cô đơn và chống trải nè. Thôi khỏi đi. Bây giờ theo tao thấy á, là mày nên đi đâu đó cho nó khuây khỏa đi. Ra khỏi ngôi nhà này giùm tao đi. Có mày đây tao cũng nhức đầu quá. Mày hay quá ha. Mày cho tao tiền đi. Tiền không có mà xử tao đi chơi. Thì đi chơi đi, đâu có cần phải trả tiền. Ôi, mệt quá. Ê Giang, sao tao sao gì xấu á Giang ơi? Sao tao sao làm gì? Tiền không được thì Giang. Sao gì? Nè, tao mới thấy cuốn sách này hợp lý với mày nè. Ngôi sao cô đơn Nguyễn Đông Thức. Đọc đi. Trời ơi, mệt nữa à. Gì vậy? Điện thoại đâu đây vậy? Alo, dạ em nghe. Đoàn, tới sân khấu liền. Tập thế gia Chanh Linh, ảnh vô viện cấp cứu rồi. Em sẽ đóng thế gia cho ảnh. Dỡ bộ cạp câm lặng, nhanh lên. Dạ, em tới liền, dạ, dạ. Trời ơi, ai rủ mày làm gì mà dạ dạ liền vậy? Gì dạ dạ gì á? Gì vậy? Tao có dài rồi. Dài gì? Quần chúng nữa hả? Cũng đỡ đó, kiếm được mấy bữa cơm. Dài chanh. Cái dài? Bộ cạp câm lặng. Cái dở đó luôn hả? Ừ. Hết người đâu mà hả? Thì nó chọn mày hả? Hay là nó có kinh phí làm? Không phải. Trong cái rủi có cái may mày ơi. Là sao? Anh đóng vai chánh á, anh bị bệnh cấp cứu nên đuôn ta lên. Có nghĩa là không còn lừa được ai hết, mới lừa mày đúng không? Mày kích bác ta. Chứ còn gì nữa, đợi ta bệnh rồi mà mới có vai là sao? Mà ai gọi cho mày? Làm gì mà giống như trúng số vậy? Mới có cuộc điện thoại, yeah, vô vai. Hơn trúng số nữa. Đóng có được không? Hay chỉ lên thử vai thôi, hay người ta nhìn mặt thôi. Đó là một người quản lý sân khấu đại tài. Một người anh đáng yêu, đáng kính của cháu. Không, mày làm gì vậy? Tao đi thay đồ, đi tập đây. Mày ở đó mà không đi. Phải không á? Vậy mà đóng vai chính hả? Mày đừng nói nhiều, tao đi đây. Anh thấy sao anh Dũng? Được đó Khoa. Hay nữa là lần khác. Đúng, thật sự là hay. Nhưng mà được với một người khác kìa, chứ không phải với Thái Dân đâu. Em không thích viết cái kiểu đo ni đóng giày cho một người nào đó. Nhưng mà ba em thì lại thì... Anh biết. Nếu là anh thì anh cũng sẽ từ chối thôi. Nhưng mà em không phải chỉ làm gì công việc không, mà em còn làm gì ba em nữa. À, hòa âm của ánh sáng bấm máy rồi đó anh. Thật ra thì anh cũng không hài lòng lắm về nam diễn viên chính. Nhưng mà người ta là ngôi sao, không có không được. Tiếng nói của tác giả nhỏ bé thiệt. Em thấy chán quá. Không chỉ nhỏ bé mà còn không có nữa.
biết làm sao được. Giao con mình cho người ta nuôi rồi thì làm gì có quyền nữa. Em có làm bánh bông lan, mời hai anh ăn. À, chị Liên với Khoa, đây là Liên. Liên là... À, em là người giúp việc của anh Dũng. Chào anh, em có nghe anh Dũng giới thiệu về anh nhiều lắm. À, Liên còn xuống ăn không đi? Thôi khỏi đi, em còn nhiều việc phải làm. Hai anh tự nhiên nha. Uống nước đi. Dạ. Ba em á, giao quyền cho em chọn một diễn viên nam chính đóng hợp với Thái Dân. Nhưng mà nói thiệt nha, nếu như mà không tìm được một diễn viên nam có tài năng để nâng Thái Dân lên á, thì phim của em coi như là xong luôn rồi. Anh nghĩ là nếu em muốn tìm diễn viên mới á, thì bây giờ em tới tới trường sân khấu hoặc là mấy nhà hát kịch mà họ đang diễn á. Ờ, cái vở Bò Cặp Câm Lặng anh sắp diễn rồi, không em tới coi coi diễn viên nam chính nó diễn sao được không? Trời ơi, hư quá. Tới rồi đó. Đỡ giùm coi. Ủa, nó bị gì anh? Trời, nó xỉn quá chứ gì. Ôi, nó xỉn hả? Em đâu có xỉn đâu. Quá yếu mà hay uống. Hôm nay vui mà anh. Được rồi anh. Dạ được rồi. Anh về đi, em đợi cho nó. Dạ. Nghe nè, bữa nào rảnh đi uống với anh bữa nha. Nó yếu mà hay bị gió quá. Anh về nha. Em không có xỉn đâu. Anh yên tâm nè. Anh về nha con. Cảm ơn anh nha. Dạ. Dạ chào anh. Mày nữa, làm gì trời cố vậy? Hồi đủ quá. Vậy coi. Ai chở mày về vậy? Vàng. Cái gì nữa vậy? Mày á phải chúc mừng tao lên kép chánh nha. Trời ơi. Hôm nay tao đi ăn mừng gia viên mới tao. Hơi quá chán rồi. Rồi ai chở mày về vậy? Vậy đi đâu vô nhà. Tao đâu có sai đâu mày, nó tao ghét nhất là mấy thằng xịn. Nó xịn nó nặng ghê gớm. Ê, tao không có sai nha. Mày đứng thẳng lưng lên coi. Mày đang tập cái động tay gì vậy? Mày tập tay đúng không? Tay mày phải thẳng cái lưng lên. Mày hít vô nè. Thở ra. Được chưa? Người ta tập một tay thoải mái, mày tập gì hai tay gì ông nội? Thở ra sao nữa? Hít vô lại nè. Hít vô. Béo lên. Nhỏ như vậy à. Hít bằng mũi. Rồi thở ra. Thở xuống. Ờ. Mày thở, mày thở ngon, hít vô luôn á. Ê. Ừ. Về. Lên.